Thầy sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng bóng thử và việc kết hợp với bình ắc quy để xác định chân của công tắc. Thì cái thứ nhất là thầy sẽ sử dụng một cái sợi dây điện đây, đối vào một cực của bình ắc quy đây. Đầu còn lại của sợi dây điện này thì thầy sẽ đối vào bất kể một chân nào ở trên các cái chân của công tắc đây, thầy sẽ nối bất kể vào đây. Thì ở trên này là cái cầu lối thì thầy sẽ gì đấy, vặn vào luôn nha. Đấy, tạm thời vặn vào nó luôn để tạo thành một chân chung như vậy này ở đồng hồ. Còn trên bóng thử thì một đầu của bóng thử đây, các em nhìn, thầy sẽ thực hiện liên kết với chân còn lại của bình ắc quy, cực còn lại của bình ắc quy. Sau khi các em liên kết giữa bình ắc quy với cả công tắc rồi thì để ta test xem cái bóng này có được còn tốt hay không, nghĩa là có sự liên kết tốt hay không. Thì ta sẽ thử thẳng ở đây thì các em nhìn thấy bóng đã sáng, ok, nghĩa là tạo cái sự liên kết giữa bình với công tắc với cả bóng là ok rồi. Đấy. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn như sau. Thì cái phần về dần giới thiệu vừa nãy thầy đã giới thiệu ở phần dùng đồng hồ rồi, thì lúc này thầy sẽ không nữa và thầy sẽ xác định cũng y như của phần đồng hồ. Đấy. Thì cái thứ nhất thầy vẫn để công tắc chế độ ở lớp lao. Đấy, công tắc chế độ đây nhá, ở lớp lao đây, để biết được thì các em cứ gạt nháy pha nhả ra là ở lớp lao, ta sẽ tìm được một cặp thông. Thì các em nhìn này, thầy cũng dùng cái một đầu bóng thử còn lại tí và toàn bộ các chân còn lại đây. Đấy, các em sẽ nhìn thấy bóng đèn sáng thì đây chính là tìm được một cặp đây, trong đó gồm có một là chân lao, hai là chân nguồn nha, một chân lao chân nguồn thì thầy sẽ đưa ra. Ok chưa? Đấy. Cái thứ hai, thầy sẽ tìm ra chân để xác định được đâu là chân nao và chân nguồn thì thầy sẽ bật công tắc sang nấc hi. Đấy, bật sang nấc hi. Và lấy đầu bóng thử còn lại cũng dí vào các chân còn lại. Nếu chân nào sáng, thấy chưa? Thì chân mà liên kết với bóng thử chính là chân hi. Còn chân liên kết với cả dây dẫn và bình ắc quy chính là chân nguồn. Đây, thì các em nhìn đây chân nguồn, đây chân hi. Đấy. Thì khi các em đã biết được chân hi, chân nao, chân nguồn rồi thì các em có thể sử dụng các như vừa nãy cái cách đánh dấu, thì đấy là trong quá trình các em làm, ok chưa? Đấy. Sau đó sau khi tìm được chân hi rồi thì thầy sẽ xác định ra chân flat, tương tự như vậy thì thầy sẽ điều khiển nấc flat, đó là nháy pha, thì thầy cũng chấm vào từng chi tiết một đây, thì chân nháy pha cũng chứng minh đây, các em nhìn này, nhả ra đèn tắt bấm lên đèn sáng thì có phải là giữ thì mới lộ liên kết, mà nhả ra thì không liên kết, đấy là công tắc nháy pha đấy nha. Đấy, thầy đã hướng dẫn các em cách xác định công tắc chế độ bằng bóng thử kết hợp bình ắc quy. Thứ hai nữa là hướng dẫn các em xác định đèn đầu, công tắc đèn đầu đây. Thì thầy lại để công tắc chế độ về lắc lao, em nhìn này, lắc lao nha, và điều khiển công tắc đèn đầu sang đèn nhanh tét đây. Chưa? Thì thầy sẽ đo lại các chân còn gì còn nặng không, thông này không này, được chưa? Đấy, nếu thông thì sẽ đèn sẽ gì, sẽ sáng, thì đây chính là chân của công tắc đèn nhanh tét. Và để chứng minh nó thì thầy lại tắt đi cho các em xem đây. Đấy, ok. Sau đó thầy sẽ xác định chân đèn head, công tắc đèn head đây, thầy bật lên và đi tìm các chân còn lại, cũng chứng minh như vậy. Mà thì đấy là cách xác định chân của công tắc, các vị trí chân của công tắc bằng bóng thử, ta không sử dụng đồng hồ. Thì cái này nó rất tiện trong quá trình khi làm sửa mà mình không có đồng hồ vạn năng để mình sử dụng thì ta có thể kết hợp bóng bình. Đấy, thì những cái này thì thiết bị ở sửa rất nhiều nha. Thì đấy là cách, nhưng thầy lưu ý là tại cái này ta chỉ sử dụng được là khi xác định chân của công tắc, bởi vì nó không có giá trị điện trở hoặc nó có rất chi là nhỏ, nên do vậy những cái gì mà cần đo đến trở thì bắt buộc các em phải sử dụng đến đồng hồ vạn năng. Đấy, thì đấy là cái mà nó sẽ thông dụng, nên nhiều khi mình có thể tạo ra cái sự kết hợp có và không có để làm nào trong các cái trường hợp mà khi ta thực hiện đấy.